Máy hát bụi âm tủ Ericsson EH70AF85S có thiết kế hiện đại với kiểu dáng âm tủ, dạng kéo cứng cáp. Sử dụng chất liệu inox cao cấp, mang đến sự sang trọng và tinh tế cho không gian bếp. EH70AF85S sử dụng động cơ tuabin 120W với 3 cấp độ hút, kết hợp với bộ lọc khử mùi than hoạt tính sẽ giúp cho không gian bếp của bạn luôn luôn thoáng đãng và trong lành. Trong video này, hãy cùng kinhhome.vn khám phá về thông tin và các tính năng nổi bật của chiếc máy hút mùi Ericsson EH70AF85S này nhé. Về đặc tính và thông số kỹ thuật, công suất hút tối đa của máy là 850 m³/giờ, công suất của tuabin là 120W, hệ thống chiếu sáng là 2 bóng đèn LED với công suất là 2W mỗi bóng, giúp cung cấp đủ ánh sáng cho khu vực bếp, dễ dàng quan sát và chế biến thức ăn. Thân máy sử dụng chất liệu inox cao cấp, trang bị nguồn điện 220-240V với tần số là 50Hz, độ ồn tối đa khi hoạt động của máy là 46dB, nhảy năng lượng ở mức A cộng theo tiêu chuẩn châu Âu, đường kính của ống tách hơi là 120mm. Kích thước sản phẩm: chiều rộng 700mm, chiều cao 195mm và chiều sâu từ 284 cho đến tối đa là 478mm. Máy hút mùi Ericsson EH70AF85S được trang bị hai chế độ hút, với chế độ hút trực tiếp hoạt động theo nguyên lý hút và xả trực tiếp ra ngoài thông qua đường ống. Chế độ hút lọc than hoạt tính hoạt động theo nguyên lý hút lọc và khử mùi qua lớp than hoạt tính, sau đó đẩy ra ngoài thông qua đường ống thoát. EH70AF85S sử dụng hai lưới lọc mỡ bằng nhôm kết hợp khung inox sang trọng chống ăn mòn, giúp gia tăng khả năng ngăn chặn dầu mỡ, có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh. Máy hút mùi âm tủ Ericsson EH70AF85S sử dụng kiểu điều khiển phím nhấn cơ trực tiếp, giúp người dùng dễ dàng thao tác sử dụng máy. Bảng điều khiển gồm phím bật tắt đèn chiếu sáng ở cạnh trái, phím nguồn và chọn mức công suất hút ở cạnh phải của máy. Cách sử dụng đơn giản với thao tác kéo phần trước của thiết bị, sau đó nhấn phím chọn mức công suất hút mong muốn. Nếu thiếu ánh sáng, hãy nhấn phím bật đèn ở cạnh trái của máy. Lưu ý, đối với bộ lọc than hoạt tính, chỉ nên sử dụng bộ lọc than hoạt tính nếu bạn muốn sử dụng máy hút ở chế độ hút tuần hoàn. Nguyên tắc chung là không thể làm sạch hoặc tái sử dụng bộ lọc than hoạt tính. Bộ lọc than hoạt tính nên được thay từ 3 đến 6 tháng một lần nếu sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, Ericsson EH70AF85S còn có một phiên bản rộng 6 tấc với mã là EH60AF85S, phù hợp với các loại không gian bếp vừa và nhỏ. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm máy hút mùi âm tủ Ericsson EH70AF85S được phân phối chính hãng tại kinhhome.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc máy hút mùi Ericsson EH70AF85S. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhome.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.